Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ 9, chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ 9. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ 9. Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ 9 có chủ đề là đoàn kết đổi mới sáng tạo thi đua xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020. Theo kế hoạch, đại hội sẽ được tổ chức trong 1/2 ngày vào nửa cuối tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với dự kiến có 450 đại biểu tham gia. Tại hội nghị, sau khi nghe Sở Nội vụ báo cáo tình hình công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị, cơ cấu số lượng đại biểu dự đại hội, phân công nhiệm vụ các thành viên ban tổ chức đại hội, thành lập các tiểu ban, các đồng chí thành viên ban tổ chức đại hội đã tập trung thảo luận về nội dung, chương trình đại hội, thời gian tổ chức đại hội, danh sách dự kiến, giao lưu, điển hình tiên tiến và tham luận tại đại hội, nội dung xuất bản cuốn sách kỷ yếu Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ 9 và kế hoạch tuyên truyền về đại hội.